Chiều nay 22 tháng 7, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 21. Tới dự có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Lớp bồi dưỡng có 41 học viên là công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương của tỉnh. Trong thời gian 2 tháng, các học viên được nghiên cứu 27 chuyên đề giảng dạy, 6 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và làm bài kiểm tra theo quy định. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Dương Đức Huy đề nghị học viên có kế hoạch học tập hợp lý, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề, từ đó vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tế công việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ quan đơn vị địa phương.